Em nói là từ từ cái nó hành động với chị Sương. Trời ơi sao chính xác à. Bọc đi lâu rồi anh không nói nữa. Bọc áo mưa. Dạ rồi cậu ba bịch áo mưa chịu. Băng cá nhân, dạ chính xác luôn, hay quá. Bao thuốc lá. Bao thuốc lá. Chấm đâu ai? Chấm. Ai à? Mới đổi lộn à? Đổi lộn của chúng ta nhanh lên ạ. Bít tóc hả? Người ta cứ bít tóc mà. Bít tóc là mới thôi. Bít tóc, dạ rồi bít tóc. Mới đổi lộn mà, lộn mà nhanh lên ạ. 5, 4, 3 ba lại mà lộn. Ba điện thoại á, ba ấm lưng. Ấm lưng đâu ạ? Không lưng. Rồi, ốp lưng. Dễ sợ, ốp lưng thôi nha. Dạ mời đội lộn của chúng ta hả? 5. Rồi bán, chính xác. Bán tên. Rồi, bán tên. 5. 4. Bao điện thoại. Rồi, bóng mai. Mời đội lộn mà. Buộc tóc, chính xác. Bữa nay hả? 5. 4. Bữa nào rồi chính xác của bố hiểm đồ xe chúng ta rất an toàn anh chị mình ha. Rồi mời đội lộ ở đâu của chúng ta? Bảo hiểm nào? Bữa nay đi xe thôi, ai đi xe máy rồi bảo hiểm. Bảo hiểm. Có luôn hả? Dạ rồi có bảo hiểm dữ quá. Dạ mời đội lộ không ạ? 5, 4. Bán tên rồi chị. 3. Bánh xe được không? Hai. Dạ không được, bánh xe không có thấy. Hết giờ. 1. Hết giờ. Với ngày một tràng bánh tay thật mới cho đội lên đi ạ. Với ngày bộ rồng của chúng ta hôm nay là Thăng Long luôn anh chị mình ha.